anh nhé. Không có tại vì mình cũng không có biết được hết ở đây, mặc dù là người ở Gạch Giá này. Sáng nếu mà đi sớm hơn chút nữa thì sẽ có rất nhiều cô bác anh chị đang tập thể dục trên cái đường này nữa quý vị. Ở đây có những cái dụng cụ để mà chúng ta có thể vừa tập thể dục vừa thư giãn luôn cũng được. Và quý vị muốn mua các hải sản mà vừa đánh bắt lên đó, thì có thể ghé ở đây. Ở đây có những cái cô vừa đánh bắt lên và giờ cũng bán ở đây luôn nè quý vị. Ở đây ạ. Quay lại chỗ cũ rồi. Buổi sáng thì ở đây cũng bán nhiều đồ ăn vặt đó quý vị. Ở xin lỗi, buổi tối mọi người có thể đi ngắm biển. Buổi tối ở đây thì có thể thưởng thức các đồ ăn vặt ở đây như là các vị chả, ốc, ốc luộc, các món ăn, nói chung là các món ăn vặt đó quý vị. Ở đây cũng có nhiều cô bác đang selfie nè quý vị. Còn cái tòa nhà cao cao này là cục thuế của tỉnh Kiên Giang đó quý vị. Còn trước mặt đó là quảng trường Trần Quang Khải và tòa nhà cao mà các quý vị nhìn thấy đó là bảo hiểm xã hội của tỉnh Kiên Giang đó quý vị. Sau đây mời quý vị cùng Lâm tham quan tiếp nha. Đây trước mặt chúng ta là quảng trường Trần Quang Khải đó quý vị. Ở đây thì có thường tổ chức các cuộc triển lãm hoặc các hội chợ lớn. Xa xa hơn nữa đó là khu
đô thị Phú Cường đó quý vị. Khu đô thị Phú Cường á, thì Lâm đã có dịp giới thiệu trong một cái video clip trước đây. Quý vị có thể kéo xuống để mà theo dõi ở dưới. Còn ở đây, đối với các bác mà thích phơi sáng hay phơi đêm á, trong cái bộ môn nhiếp ảnh á, thì có thể ra đây để mà khi mà nước thủy triều xuống và ngay cái dịp gần gần Tết này nè, thì nó có bình minh hoàng hôn rất là đẹp. Khi mà đi vừa đụng tới Phú Cường thì Lâm sẽ xin quay lại đường 3 tháng 2 nha quý vị. Và sẽ bọc trên đường Đông Quan Kỳ là trên đường Phạm Hùng là sẽ hết cái khu lấn biển mới. Còn trước đó, cái đường Đông Quan Kỳ đó là của Rạch Giá trước đây rồi quý vị. Ở đây có hoa muống biển nè quý vị. Đây xin mời quý vị qua đây ngắm một chút rồi sẽ quẹo xuống đường Lê Hồng Phong nhé quý vị. Ở đây có những cái hàng cây rất là mát, quý vị có thể ghé đây để mà vừa thưởng thức biển vừa có thể uống cà phê gì đó. Ở đây thì cũng địa điểm lý tưởng để mà chúng ta chụp những bộ ảnh đẹp. Thường thì ảnh cưới ở Rạch Giá thì chụp ở đây, ngay cái khu vực ở phía trước mặt của chúng ta có một cái cầu biển ra, cầu Vương ra biển á, thì cái khu vực đó là thường các cặp đôi hay chụp ở đây đó đó quý vị. Xa xa hơn mà nhìn thấy đó là đảo Phú Gia của khu đô thị Phú Cường. Có một cái dòng xe rất là lớn đó quý vị.
rồi, mời quý vị cùng lầm ghé xuống đường Lê Hồng Phong để quẹo qua đường 3 tháng 2 đó quý vị. Đây là đường Lê Hồng Phong cắt với đường Tôn Đức Thắng đó quý vị. Nếu mà quý vị ở xa thì có thể mường tượng là dễ, đó là đường Tôn Đức Thắng, đường 3 tháng 2, đường Phạm Hùng thì nó song song với đường Nguyễn Chức Trực đó quý vị. Cầu với đường 3 tháng 2 đâu quý vị. Khách sạn này là khách sạn Tâm Hùng của Gạch Giá.
3 tháng 2 quý vị. Kiên Giang nè quý vị. Thư viện tỉnh Kiên Giang á, trước nằm ở khu 16 hectare mà khu vực Thanh Quan. City Mart của Kiên Giang. Kế bên là công ty xổ số kiến thiết mới vừa hoàn thành đó quý vị.
Rồi sau đây mời quý vị cùng ghé với Lâm đi xuống đường Phạm Hùng. Khi mà quẹo phải lên đường Tô Bắc này thì sẽ xuống Phạm Hùng nha quý vị. À, đây là nhà hàng qua biển đó quý vị, ở nhà hàng Hòa Giang Hòa Bình của Rạch Giá. Đây Lâm sẽ quẹo vô đường Phạm Hùng nha quý vị. Đây là mình chạy từ Rạch Giá vô Bình Sỏi rồi đó quý vị ơi. Có thể ghé thì ghé cái khu này để mà tìm nhà trọ. Ở phía trong này thì giá mềm hơn ở ngoài kia, ở ngoài kia thì những cái khách sạn đó thì giá sẽ cao hơn. Thank you.
từ đường Lạc Hồng với đường Phạm Hùng đó quý vị. Tay trái đó quý vị, đó là trường dân tộc phổ thông nội, trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Kiên Giang. Đây là ngã tư của Đống Đa với đường Phạm Hùng nữa quý vị. Nguyễn Nhân Cừ với đây ngã tư Nguyễn Nhân Cừ nữa quý vị, với Phạm Hùng. Đầu này thì cũng rất là nhiều cái nhà trọ quý vị. Nếu mà có ghé Gành Giá thì quý vị có thể những cái khu này thì quý vị có thể ghé để mà tìm nhà trọ giá nó giảm hơn so với những cái nhà trọ ngoài kia. Nhà trọ hay khách sạn ngoài kia thì giá nó sẽ cao hơn.
Mời quý vị cùng ngắm một vòng một lượt công viên Trần Văn Khải nè quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.